Chào các anh đã quay trở lại với kênh YouTube Ambe Vuốt Đồ Đẹp. Lại là em Kim Anh đây. Thì video ngày hôm nay em Kim Anh sẽ giới thiệu tới các anh yêu quý của em một chiếc bật lửa Zippo với mã sản phẩm là 205 các anh ạ. Mã sản phẩm là 205 giúp em các anh nha. Một chiếc bật lửa thuộc dòng dòng satin các anh ạ, dòng Zippo satin cũng khá là ấn tượng cho em. Khá là ấn tượng. Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến chiếc Zippo Satin 205 này luôn các anh nha. Mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của mẫu Zippo Satin này. Các anh có thể quan sát đúng không ạ? Mình có thể quan sát cái vẻ đẹp của em nó khi mà còn nằm ở trong chiếc hộp. Chiếc hộp đến từ hãng như thế này. Mình có thể quan sát cho em nha. Các cái chi tiết cũng như là các cái đường nét mình có thể quan sát là cái bản lề 5 chấu nhá, bản lề 5 chấu, và ở đây thì mộc đáy của chúng ta là mộc đáy lõm các anh ạ, mộc đáy lõm nhá. Búa cam cũng như là bánh xe. Tất cả các cái chi tiết này đều là của hàng chính hãng 100% các anh nha. AV Shop thì chỉ cung cấp Zippo chính hãng thôi. Nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm lựa chọn cũng như là tin dùng nhá. Các anh hoàn toàn yên tâm giúp em. Bên AV Shop còn có chế độ bảo hành lỗi 1 đổi mới 1 trong vòng 1 tháng. Nếu có lỗi phát sinh của nhà sản xuất cũng như là hỗ trợ các anh mình sử dụng trọn đời luôn. Và ngoài ra thì các anh còn được bảo hành trọn đời bởi hãng Zippo nữa. Quá hời đúng không ạ? Quá là hời luôn. Mình mua một sản phẩm chỉ có vài trăm ngàn đồng thôi mà mình được bảo hành cũng như là với cái chất lượng của cái mẫu Zippo chính hãng thì các anh cũng biết rồi đấy ạ. Sử dụng các anh mình có thể sử dụng được đến trọn đời luôn. Nếu như mà mình biết cách sử dụng cũng như là các anh giữ gìn thì mình có thể sử dụng được cả đời luôn các anh ạ. Chỉ vài trăm nghìn mà mình sử dụng được cả đời người thì quá là hời đúng không ạ? Quá là hời luôn. Cái mẫu Zippo satin này thì các anh có thể quan sát là nó trơn, họa tiết hai mặt đều là trơn. Cái bao phủ ở bên ngoài này là có một cái lớp satin nhám, satin mạ satin, một lớp mạ satin nhám nhám ở bên ngoài như thế này cho các anh cầm nắm rất là tuyệt vời, không hề lo bị trơn trượt cũng như là mình cầm nó có cảm giác rất là ma sát luôn, rất là tuyệt vời cho các anh. Tuy nhiên thì ở cái chiếc Zippo này em thấy có một cái nhược điểm nho nhỏ, chỉ một chút nho nhỏ thôi, đó chính là khi mà các anh cầm mà ví dụ như tay anh nào mà có vân tay như em, có mồ hôi tay như em ấy ạ. Mình có mồ hôi tay như em là các anh cầm vào là nó sẽ bị in cái vân tay của mình lên ấy ạ. Các anh mình sẽ thấy là nó sẽ in cái vân tay của mình lên như thế này. Tuy nhiên thì cái điều này chẳng ảnh hưởng gì tới cái chiếc bật lửa của chúng ta các anh ạ. Và cũng không hề ảnh hưởng gì tới cái quá trình mà các anh sử dụng. Các anh có thể quan sát là khi mà nó bám vân tay thì nó cũng không hề xấu cái chiếc bật lửa đúng không ạ? Không hề xấu cho em và cũng không hề ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ có một chút xíu như thế này thôi. Các anh mình hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách là khi mà mình dùng xong mình chỉ cần lau qua một lượt là nó lại như mới các anh ạ, lại như mới cho em nhé. Rất là đơn giản và cực kỳ là tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời cho em các anh ạ. Mẫu này thì các anh sử dụng hoàn toàn yên tâm giúp em, sử dụng luôn luôn như mới, không hề lo bị xuống mã các anh nha, không hề lo bị xuống mã. Và cái mẫu này thì âm thanh của nó các anh mình có thắc mắc là nó như thế nào không ạ? Em sẽ thử test âm thanh để các anh mình có thể thưởng thức nhé. Âm thanh rất là thanh và vang luôn đúng không ạ? Cực kỳ thanh vang luôn. Và các anh mình có thể quan sát thấy mẫu này của chúng ta là họa tiết trơn thì các anh mình hoàn toàn có thể lựa chọn để khắc tên, số điện thoại của mình lên đây để tránh bị mất, cũng như là các anh mình có thể sáng tạo những cái họa tiết hay là những cái chủ đề mà các anh yêu thích lên cái chiếc bật lửa của mình các anh nha. Rất là tuyệt. Một chiếc bật lửa satin đến từ thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, chất liệu chrome và được mạ satin ở bên ngoài, với cái trọng lượng cực kỳ nhẹ nhàng nổi tiếng của thương hiệu Zippo, với cái trọng lượng nhẹ cũng như là chống gió tốt thì các anh mình hoàn toàn yên tâm rồi đúng không ạ? Hoàn toàn yên tâm. Và cái giá thành của mẫu này cực kỳ bình dân các anh ạ. Giá thành của em nó rất là bình dân cho em các anh ạ. Cực kỳ bình dân. Đây là một cái sự lựa chọn tuyệt vời dành cho mọi lứa tuổi, dành cho mọi người, không hề kén người dùng, cũng như là cái giá thành thì cực kỳ bình dân các anh ạ. Các anh hoàn toàn có thể lựa chọn để mình tập chơi, hoặc các anh có thể lựa chọn để mình tập trích, mình lựa chọn mẫu này để mình tập trích chẳng hạn, hoặc là các anh mình có thể lựa chọn mẫu này để các anh sử dụng trọn đời cùng với mình luôn các anh nha. Bởi vì nó thương hiệu Zippo thì nó quá là bền rồi, em không cần nói quá nhiều về cái thương hiệu này đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Anh nào mình kết cái mẫu Zippo Satin 205 này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới.
Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian cũng như là để bảo mật thông tin cho mình thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.